trân trọng và cô chú anh chị. Xin chào bà cô chú. Hôm nay thì sáng giờ này là 5 giờ 16. Hiện là 5 giờ qua nhà dì Út, nhưng mà tụi em soạn đồ này cái chỉnh chu không có kịp không bà cô chú. Bây giờ tụi em chạy qua nhà dì Út, chở dì Út rồi đi qua nhà chị dâu nha. Nhà em thì nông thôn thành phố Vàng Cẩm nè, chị dâu thì nông thôn thành phố Cẩm Châu, cũng thuộc tỉnh Liêu Ninh luôn. Bên đó, cái khu vực bên đó thì người ta trồng dưa hấu rất là nhiều luôn. Mà thời điểm này thì chưa có đến mùa, chỉ mới đầu mùa thôi. Thì hôm nay em qua đó thì phụ chị dâu làm. Với lại là mình cũng xem thử là dưa hấu bữa nay nó lớn cỡ nào rồi nha. Em đang ở bên nhà dì Út nè, cái tấm này là năng lượng mặt trời nhà dì Út cho người ta gắn nè. Thì trước Tết mấy tháng á, là dì Út cho người ta gắn cái này lên. Cái này không phải là giống như là mình tự gắn để lấy điện năng lượng mặt trời trong gia đình mình sử dụng. Có một cái công ty điện á, người ta sẽ thuê những cái người dân mà người ta không có trồng rau hoặc là để vườn diện tích rộng á, thì người ta thuê mình cho gắn cái tấm này. Điện này á, sẽ chảy vào công ty cho cả nhà. Cho nên khi mà gắn tấm này á, thì trong nhà mình á, vào mùa hè sẽ không có ánh nắng, nó mát, nhưng mà vào mùa đông thì mình sẽ lạnh cực kỳ ở mùa đông này. Mùa đông ở em thì lạnh âm 20 độ. Mà những ngôi nhà gắn cái tấm này không có nắng rọi vô là tốn tiền máy sưởi rất là nhiều. Đây là sân vườn nhà dì Út nè, năm ngoái thì mình thấy có rất là nhiều cây đào. Đó là lý do tại sao mà dì hàng xóm em á, là dì sợ gắn cái tấm đó. Nhưng mà em cũng không có thích gắn đâu, nhưng mà dì lo xa thôi cả nhà. Cái gốc cây rất là lớn nhà dì Út. Thì ai xảy đi vô kêu dì Út rồi. Chào la. Ủa giờ đây này chả. Chào quá. Bố khứa chào chào chào. Do là khoảng cách từ nhà ba mẹ chồng em á, đi qua nông thôn của thành phố Cẩm Châu, nhà chị dâu thì tới 35 km. Với tốc độ xe của em đi tối đa nhất chỉ có 50 km một giờ, thì tụi em đi phải trên 1 tiếng mấy, nên là phải thức dậy sớm từ 4 giờ mấy và chuẩn bị này kia. 5:20 từ nhà dì Út bắt đầu đi á, thì tới gần 7 giờ kém tụi em mới ra được tới vườn dưa của nhà chị dâu, mang tiếng là ở thành phố Bàn Cẩm, nhưng mà lên trung tâm thành phố Bàn Cẩm mất tới 50 mấy km. Vậy mà nông thôn nhà em đi qua thành phố nhỏ Lăng Hải trực thuộc thành phố Cẩm Châu á, thì đi cách chỉ có 20 km thôi. Cho nên là nhà em á, tuy là ở bên kia nhưng mà cái tâm hồn lại hay đi qua bên này hơn. Vì ví dụ như có cái gì á, đi bệnh viện nơi này kia thì ghé qua bên này nó sẽ gần hơn này cả nhà. Và tuy Trung Quốc là đất nước lớn nhưng mà em thấy luật giao thông ở các thành phố nhỏ hoặc là những thành phố lân cận ở chỗ em á, thì rất là dễ. Ví dụ như những chiếc xe máy điện á, thì được chạy ngoài đường, không có cần đội nón bảo hiểm, cũng không có bằng lái luôn. Còn những chiếc xe ô tô điện mà dưới 50 phân khối như xe em á, thì vừa không cần bằng lái mà có thể chạy được trong thành phố nè. Và rất là nhiều cái đoạn đường á, giống như là đường dành cho xe máy điện á, thì xe ô tô điện của mình cũng có thể chạy vào luôn. Và cái đoạn đường đó chạy lúc nào cũng rất là êm, không có xe tranh giành đường á cả nhà, cho nên là mình chạy rất là dễ. Và có nhiều cái đoạn đường á, khi mà mình chạy trên đường vậy nè, thì có nhiều cái đoạn đường giống như ở Việt Nam mình thì xe hai bánh được rẽ phải, nhưng ở bên này em thấy hình như là do đường làm rộng quá hay sao á, mà có rất là nhiều đoạn đường rẽ phải á, thì xe bốn bánh được rẽ luôn. Nên là em thấy cơ sở hạ tầng giao thông ở bên Trung Quốc á, công nhận là rất là phát triển. Với lại cái luật á, tuy nói là khó và gắt nhưng mà đôi khi dễ thì cũng quá dễ luôn cả nhà. Hôm qua chị dâu em nói dì Út á, là qua phụ làm dưa giùm á, thì chắc là cái khúc sau sẽ nói dì Út là đi chung với tụi em qua.
Vì bình thường thì em cũng nói là khi nào mà rảnh thì em sẽ qua bên đó coi thử chị làm dư, rồi em phụ chị làm. Với lại em cũng xem thử là người Trung Quốc làm dư như thế nào. Tại vì lần trước thì em chỉ thấy là dư hấu lớn thôi, chứ em không có tìm hiểu rõ sâu xa vào bên trong là dư hấu người ta trồng như thế nào. Với lại cũng có nhiều người nhờ em là đi quay dư hấu, cái kỹ thuật trồng của người Trung Quốc, để cả nhà mình xem rồi có học hỏi được gì á thì cả nhà mình cũng bắt chước cách trồng như vậy. Nên là em cũng rất là muốn qua. Thành ra hôm qua nhân dịp mà chị dâu nhờ dì Út á, thì sẵn em mới sửa nhà xong nè, nên là chuẩn bị mấy ngày tới thì em cũng rảnh được vài ngày, nên em mới nói là thôi để em đi qua chung. Cho nên á là cái này là em với là A Sải tự nguyện đi qua giúp chị làm, chứ không phải là em đi qua để mà làm kiếm tiền. Nên là cả nhà mình đừng có suy nghĩ lung tung về vấn đề tiền bạc nha. Hôm nay em qua là qua nhà ba của chị dâu. Bây giờ chị dâu á là mẹ đã mất sớm rồi, chỉ còn có một mình ba chị dâu thôi. Ba chị dâu năm nay thì cũng 73 tuổi, bằng tuổi mẹ chồng em á cả nhà. Cái cơ duyên mà để cho anh hai với là chị dâu em biết nhau á thì cũng vào cái thời điểm cách đây 20 mấy 30 năm á, thì ba của chị dâu thuê một cái vùng đất cũng khoảng 20 mẫu á, nhưng mà trồng dưa hấu ở rất là gần chỗ nhà em luôn. Trước đó thì anh hai cũng tự có bạn gái, nhưng mà do nhà nghèo cho nên là không có tiền cưới. Và sau này thì nhiều người người ta làm mai cho anh hai á, nhưng mà bên đó người ta cũng chê nhà bên mình nghèo, người ta không đồng ý. Rồi thông qua một người khác, người đó thì hiện tại đang bán túi sách với là nón ngay chỗ siêu thị mà bữa trước em đưa ba mẹ đi mua đồ. Thì cái người đó mới có quen biết với lại nhà của chị dâu, rồi mới làm mai chị dâu cho anh hai. Và đang trồng dưa hấu rất là gần đó luôn, cho nên là gặp mặt dễ dàng á, thành ra là mới nên duyên đó cả nhà. Và cái nghề dưa hấu này là nghề của ba ruột chị dâu, sau đó thì chị mới theo nối nghề của ba và trồng dưa hấu cho tới bây giờ. Thành ra gia đình có kinh nghiệm trồng dưa tới mấy chục năm rồi. Và cái vùng đất ở chỗ chị dâu em á thì ai cũng là trồng dưa hấu hết trơn á. Với lại là trồng dưa hấu ở vùng này thì ăn rất là ngon và ngọt luôn cả nhà. Sớm xét nhà chị dâu nè. Nhà chị dâu em á năm nay tranh thủ lo trồng dưa, không có trồng rau gì hết trơn á. Lát em quay nhà chị dâu sao nha bà cô chú. Giờ tụi em đi ra ngay chỗ chị dâu làm dưa á. Chứ gì xe xe qua thôi mà. Rồi mấy cái này cũng là dưa hấu luôn bà cô chú. Người ta đóng chốt lại hết rồi.
Mấy hôm nay thời tiết ở Trung Quốc thì tầm khoảng 4 giờ hơn một chút là trời đã bắt đầu sáng, và mặt trời lặn thì tới 7 giờ rưỡi mới tối ông bà cô chú. Cho nên là mấy người làm nông là người ta làm từ rất là sớm, và về nhà thì cũng tầm 7 giờ rưỡi người ta mới bắt đầu về luôn. Tụi em đang đi đường này ra là đường ở sau lưng nhà của mấy người dân nè. Nhà nông thôn thì nhà nào cũng sẽ chia cho một cái vạt đất là có sân trước với lại sân sau. Và xây nhà thì giống như chen nhau là có chiều ngang chứ không có chiều dài ra ngoài sau. Còn phần đất thì đất của thôn nào thì sẽ chia cho người dân ở thôn đó. Ví dụ như cái vùng đó mà đất nhiều và người dân ít thì người dân sẽ được mỗi người nhiều một chút. Còn nếu như mà ở đó mà người dân nhiều mà đất ít thì mỗi người sẽ ít hơn một chút. Cho nên là đất chia với lại nhau là không có giống nhau đâu cả nhà. Tới đây chỗ nào cũng toàn dưa hấu không ông bà cô chú. Này nhà lồng nhỏ cũng trồng dưa hấu, nhà lồng lớn cũng trồng dưa hấu. Nhà lồng lớn là dưa hấu sẽ chín sớm hơn nha, nhưng mà vẫn chậm hơn là ở bên thôn em. Thôn em có mấy nhà là dưa hấu bên đây bự bự hơn cái tay rồi ông bà cô chú. Chính sách quản lý đất ở Trung Quốc như vậy thì nó cũng có cái lợi riêng và cũng có cái hại riêng. Nếu mà lợi, lợi ở chỗ là khi mà người dân mua một căn nhà cũ nông thôn ở trong thôn thì rất là dễ mua, giá nhà rất là rẻ và đất thì đều có đi kèm. Cho nên là có một căn nhà và có đất để trồng rau ăn thì nói chung là đối với người nghèo cũng có khả năng để mà mua được nhà. Còn cái hại riêng là đất không có giao dịch, cho nên là người dân người ta không có đất phòng thân. Ngoài cái căn nhà người ta đang ở thì người ta chỉ có thể tiết kiệm tiền để mà phòng thân. Và cái thứ hai khi mà làm nông thì ai cũng sẽ giống như ai, vì mỗi người chỉ được phân tầm khoảng 3 đến 4 mẫu đất nếu như mà có hộ khẩu ở nông thôn. Nhưng mà ai làm nông thì cũng sẽ thuê đất tầm khoảng 20 mẫu, 40 hoặc là nhiều hơn. Thì người ta đều phải bỏ tiền ra thuê giống y chang nhau. Và khi mà thu hoạch thì ai cũng sẽ trừ chi phí hạt giống, chi phí nhà lồng, rồi chi phí thuê đất ra. Sau đó thì người ta mới tính ra tiền lời. Thành ra là làm nông là ai cũng giống y chang nhau cùng một cảnh à. Chứ không có đại gia đất, không có ai mà có đất sẵn ở nhà để tự trồng, đều phải bỏ tiền ra thuê đất để mà làm. Bữa nay nó mới ra hoa. Giờ này là chị dâu với lại công nhân người ta đều bỏ ở trong làm, đâu có ai ở ngoài đâu mà thấy. Yeah. Nhà lồng của chị dâu em nó thấp á, nó tới có nửa phòng ngừa, lát nữa tụi em phụ là tụi em cũng phải bỏ ở trong. Hà Bù Chia hả? Bên đây là nhà lồng lớn, dưa hấu bự hơn. Nhờ điện cho chị dâu ra, xong rồi chị dâu chỉ là ngắt ngọn hay làm cái chỗ nào chỗ nào. Nó sẽ xảy, nó xảy. Nhưng con đâu chạy nó bên nó. Xảo chữ nó. Xảo chữ nó. Rồi chị dâu lòi đầu ra rồi cả nhà. Hai người không biết ai đó ra trước, xong rồi chị dâu ra. Mấy cái nhà lồng ra là của chị dâu hết. Hả? Hả? Dung chưa cơ chồng tôi mà. Chú qua chị dâu chỉ với dì Út làm thử. Ừ.
chị dâu chỉ cho dì Út á, là gắn cái oanh cố định cho cái dây dưa hấu nó bò ra ngoài. Với lại những quả dưa hấu mà đậu quả rồi á, đang có hoa thì lấy hoa đực để mà phối nhụy qua cho dưa hấu nó thành quả. Còn nếu như mà không phối từng quả như vậy á, thì dưa hấu vài bữa nữa nó sẽ bị thúi với lại bị đen. Dì Út em đi làm cái đó, em nhà sẽ qua làm chung với lại ba của dì dâu nha. À, sao chị chỉ mua thôi mà. À, chị có mua, khai được hóa. Thì chị bỏ đây sao, xìa sao. Chị dâu lấy hoa đực có thủ phấn cho hoa cái nè bà cô chú. À, phấn cho thay dụ bố kia thì có hủa đi. Chị nói là giữ lại một dây á, là một quả rồi, xong rồi chị lấy hoa hoa đực có thủ phấn cho hoa cái, có một chút nhị vàng lên là được nha cả nhà, một dây là giữ lại một cái. Ngày nào chị cũng ra ngoài đây làm hết ông bà của chú, kiểu như mỗi ngày đều có việc lặt vặt để mà bò ở trong làm. À, suốt 3 tháng trời là chị dâu em là ngầu ở trong đây với lại bò trong đây làm nè. Chú Thiên họ căng bộ trang hảo. Bộ trang xiển biên nè. Các quản hộ nè. Cháu ở đâu rồi anh? Chị nói chị điện quá chừng ngự luôn mà tìm không ra người làm. Lão Yi ta lão tạ công cái bí rận. Tuy ta đi đâu. Cái lão Yi lại ba của chị dâu. Chào quá, chào quá. Xin chào sang ý. Chào 你看这不这一盒它一起一揪啊花柳啊这不这儿的吗啊一揪这小花柳花柳这授粉呢我试试啊嗯好对你就这呢这是这俩呗这俩一起揪这是花这是花这是花撇着啊这小鹰这俩呗对一揪啊对嫩的揪了省了它缠老的不揪了这样老的就不揪了前面对它俩这俩都揪了呗对都揪了 完事儿了，剩什么？哎呀，蜜蜂，蜂蜜嘛，这个肉了吧？咬到了就这个肉了。啊，挺厉害，挺快。它咬我们？哎，我也没碰到你，没。不是，不是，那个它不肿啊？有，拿这个，那个嘛，它有。啊，那干个嘛，我就，这腰那来个搞，夹，那它不生。 拿他就有，他没干活呢，辛苦了，一口。你干活啊，你说的，我的妈！就 来嘛，赶紧拍个。你好，你好，嘿嘿，hello。
chưa tha phu đinh nát cơ là phu đinh hảo nát cơ là cái này chị dâu em nói là ngắt á thì trừ lại mỗi một giây á sẽ có một cái quả dưa hấu, và khi mà ngắt á thì chị kêu là ngắt giùm chị cái ngọn này nè ông bà cô chú, những cái lá mà ra tiếp cái ngọn á thì ngắt cái đó bỏ, trừ lại dưa hấu bên trên với lại hoa, hoa cũng trừ lại luôn nha cả nhà, để mai mốt á chị sẽ làm mọc. Khi mà mình làm xong một lát thì mình thấy á mấy cái hoa với lại quả thì nó sẽ nằm chung một hướng với lại cái dây, còn cái giống như là cái ngọn mới á, với lại cái lá với lại cái hoa nó quắn quắn này nè thì nó nằm bên mí bên này, nên là lúc đầu mình nhìn thì mình không biết, nhưng mà một lát thì rất là dễ làm. Mình làm xong mình vô mình làm cái là mình nhìn mình dễ phân biệt ra liền, dễ nhận ra nha cả nhà. Đây, giống như cái này là cái ở trên là cái hoa nè, để mai mốt chị làm nhị, còn cái này giờ ngắt ở dưới ngắt nè đó. Ấy, này tại vô có lỗi gì đây này bên này. Hai giờ ba mì châu là. À. Lào dí giờ ba mì châu. À. Ba bỏ đâu. Thì tụi em ăn ba của chị dâu đi mua bánh. Đợt qua là chỉ thấy là dưa hấu to, ngon. Đâu có biết là người dân người ta trồng khổ cỡ nào đâu, ông bà cô chú. Bây giờ là được tự tay làm luôn á, mới biết là người ta cực như thế nào. Mình ngắt cái đọt, đọt phụ với lại cái rau á, ông bà cô chú. Mình giữ lại cái hoa nha, cái hoa với lại là mình giữ lại quả để mai mốt mình phủ phấn cho hoa. Mình chỉ ngắt mấy cái đọt phụ nè, thì mình thấy dưa hấu nó bò ra rất là nhiều dây á, thì khi mà mình muốn dưa nó phát triển tốt thì mình ngắt cái đó ra. Đây là cách của ngày chị dâu em trồng dưa nha. Trái dừa nó không có đẹp ấy, như là nó bị ấy á, cho nên là chị dâu hái bỏ. Còn nhỏ xíu rồi, như trái dừa hồng vậy á, mai mốt nó bự 15-20 kg. Về nhà em vô ăn cơm nha. Chín người thêm ba của chị dâu là 10 người. Hình như ba chị dâu thì trước cũng nấu cơm rồi sao á. Người dân người ta cũng về, người ta ăn cơm nhiều rồi. Chín theo phân hầu ta ha. Chín theo quả đây à. Đây gió bự, gió mạnh quá trời luôn bà cô chú. Đây có trái dưa nữa nè, người ta hái cho người ta dùng nữa. Chứ vậy rừng rồi đó mà mấy xã dùng rồi hả? Người ta đem cơm ta ăn ở tại đây luôn nè. Bên đây nhà lồng lớn, dưa lớn rồi ta hái ta bỏ nè. Đâu ta là dĩ giờ xéo sao chứ ha, dĩ giờ xéo thì hơi bố chỉ là này người ta cũng ngắn ngọn xong á, nhà lồng lớn nên trái nó bự không bà cô chú.
Nhà lồng lớn thì làm việc nó đỡ mệt hơn. Cháu quá xã chứ. Người dân người ta ăn cơm, người ta đem cơm ta ăn ở trong nhà lồng luôn. Khá chê gió rình thu đúng xì. Là dĩ thu xong. Dốc ăn chậm hành. Rồi nhà em về ăn cơm. Lê bà lê là gì? Chéo thẳng vô. Sao chứ? Ni ba ba là bị gì xỉn phăng ha? Tên mà? Ờ, bà khăn thay bị gì xỉn phăng luôn là. Chính lê là tạm bệnh rồi. Chính lẽ do điện phê, do điện phê ly. Tôi. Cô cơ là cho chín mua lẻo thôi mà. Chị dâu kêu em là di xe vô lợi hại, nhưng mà em di cả buổi luôn mới vô được cả nhà, tại cái cửa nó nhỏ xíu à, nó chật cứng luôn, cho nên là khó di vô á. Bây giờ cả nhà em ăn cơm. Ta chị ạ. Em ra em lấy em ra em lấy cái cục sạc vô, em sạc bên điện thoại. Em quay em phát trực tiếp sáng giờ em hết pin rồi. Sầu hũ. Với nồi gì vậy? Rất là sơ. Khô chịu cô là mà. Khô chịu. Đậu xào. Ghen hả? Chứ đâu chỉ mãi là tôi mà. Chứ chuyện đó ăn nhỉ. Chứ thay mãn là sẽ đâu vô chủ lắm. Đúng rồi, mê ngon rẫn là. Em mời ông bà cô chú ăn cơm nha. Thế theo để cho xuất hành những con. Chứ gì thì gì đến mà. Ai 嗯 nãy dì Út em đi kẹp cái thanh nhựa, bây giờ dì Út qua chung cũng làm chung một việc với em luôn. Cũng ngắt cái này nè ông bà cô chú. Dưa hấu này chị dâu em với lại người ta trồng á, thì sẽ ghép gốc dưa hấu khổng lồ chung với lại gốc bí khổng lồ. Mình thấy rõ cái gốc nối của người ta nè, một bên là dưa hấu với lại một bên là gốc bí. Người ta cắt một cái đường nhỏ rồi chắp nó lại với nhau kẹp lại nè. Cái gốc bí lúc nhỏ thì nó sẽ có lông nha, còn gốc dưa hấu lúc nhỏ thì không có lông. Nhưng mà sau khi mà nối lại rồi á là mình thấy cái bên đây là hai cái lá ở bên dưới của cái gốc dưa hấu này biến thành gốc bí, còn ở trên thì nó vẫn là dưa hấu. Bây giờ người ta sẽ cắt, người ta cắt là người ta cắt cái gốc dưa hấu này, cắt khúc này, và người ta cắt cái ngọn của gốc bí, người ta giữ lại cái này đi lên. Vậy là sẽ có gốc bí và cái ngọn dưa hấu. Sau khi mà phát triển ra thì sẽ có một cái quả dưa 17 đến 20 kg. Hai chào ông bà cô chú. Giờ này 4:30 bên Trung Quốc nha cả nhà. Tay chân em rụng rời luôn rồi, em làm hết nổi rồi, giờ em đi vô. Em hái một ít cái đọt dưa hấu với lại cái cọng rau của nó. Em nghe mọi người nói là cái đọt non với lại cọng rau nó nấu ăn được, cho nên là em hái một ít đem về. Giờ này thì chị dâu với lại mấy người kia với lại chị Út thì còn làm ngoài đó cả nhà. Ai xả chân đau cũng mới đi vô. Mấy ngày nay nhà em làm thợ hồ á,
phụ mấy chú đó làm cả tuần luôn rồi, không có được nghỉ, cho nên là hôm nay làm tới giờ này là đuối rồi cả nhà. Giờ 4:30 giờ em vô xem chờ dì Út một xíu, rồi chờ dì Út vô rồi đi về. Đây là nhà chị dâu, em đang đi vô nhà chị dâu nha. Nhà mới đi ngang qua nhà hàng xóm không bà cô chú. Lay một lay à, thuận à. Anh xã kêu đau không bà cô chú, mấy ngày nay làm liên tục quá nhiều ngày á. À thôi tại đây hoa là gì ba, anh xã kêu gọi cho dì Út đi về luôn, giờ này 4:30 à. Về nhà em hơn tiếng mấy, về tới nhà 6 giờ rồi không bà cô chú. Em đem một ít ốc chó cho chị dâu nè. Mấy hôm nay thì thời tiết nó lâu tối cho nên là 6:30 chị dâu mới đi vô. Thành ra giờ em để đây, nãy em có nói chị dâu là em có đem ốc chó cho chị dâu. Em kêu chị để anh bàn nha. Rồi em với dì Út với là anh xã đi về. Ốc chó sống mà ăn ngon lắm bà cô chú. Thơm béo lắm nha. Chị dâu em là ghiền mấy cái ốc chó với kỹ tử nên là đem cho bà một ít. Là gì? Hello. Em đưa dì Út đi ăn xong rồi về nha ông bà cô chú. Giờ này về tới nhà chắc cũng giờ này 5:43 rồi, ăn xong về tới nhà chắc cũng phải 7:00 á. Hôm nay dì Út qua đây làm á thì chị dâu không có trả tiền lương cho dì Út đâu cả nhà. Đúng với câu là chị dâu nói với mẹ chồng là nhờ dì Út qua phụ một bữa, cho nên là không có nhắc gì đến tiền lương hết trơn á. Nên là cả nhà mình đừng có hiểu lầm tội cho dì Út. Tại vì dì Út hôm nay là cũng qua phụ thôi, chứ không có lấy tiền công. Cả nhà nói là nếu mà bỏ tiền ra thuê á thì chẳng thà thuê người ngoài chứ không muốn thuê người nhà, mất công người nhà nói này nói kia. Nói như vậy thì tội cho tụi em với là dì Út lắm cả nhà. Dì Út với là anh xài nói em ăn nhiều. Hả? Bữa giờ thì dự báo thời tiết nói là trời chuẩn bị mưa, nhưng mà tới hôm nay mới mưa nè ông bà cô chú. Người nông dân ở đây người ta đang chờ trời mưa rất là nhiều. Về thời điểm này thì người ta mới bắt đầu trồng bắp, với lại là trồng những cái cây ở ngoài trời. Người ta không có làm cái van với lại vòi tưới bên ngoài vì đất rộng mênh mông á, cho nên là thường là dựa vào nước mưa. Nên là mấy hôm nay người nông dân người ta trông chờ mưa dữ lắm luôn. Hôm nay mưa là người ta mừng nè cả nhà. Mặc dù là mưa rắc rắc có vài hột thôi. Hello gì? Bye bye. Hảo đó. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.